chỉnh giờ con này thì các bạn này, rút cái chốt này ra, nấc ngoài cùng là nấc để chỉnh giờ nhé, quay này. Đúng giờ thì ấn vào để nó chạy, còn ấn nhẹ vào một nấc là chỉnh ngày, ấn nhẹ thôi đấy là chỉnh ngày, ấn hàng vào là đồng hồ chạy. Còn về phần khóa thì đây là khóa bấm. Đây, các bạn để một tay như mình này, xong một tay còn lại dậy cái chốt này lên, dậy lên như này, dậy tay một tay đỡ ở dưới đây, một tay dậy lên, dậy cái này bậy ra đấy, xong rồi để cái em vào đây đóng vào.